Dạ, hai xin chào bạn đã trở lại với channel của mình là Trung Nhân bên đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series GTA 5 GoPlay ha. Và hôm nay anh em mình sẽ có một ngày chủ nhật, một ngày thứ sáu các bạn ạ. Được nghỉ ca trực để đi chơi, đủ bạn đi quậy quạng, tụ tập đủ xíu. Thì chiếc xe của anh em mình đang đi là một con để đi phượt cho các bạn. Anh em đã xách ba lô rồi, chuẩn bị sẵn sàng rồi mọi người ơi. Thì, được ca. Cái gì mày? Bữa nay thứ năm mà anh. Nhưng mà nó sao mày? Thằng quỷ này cự không mày? Sao tèo? Ngáo không? Anh em mình đang đi phượt anh. Hôm nay anh em mình đang vô lên xe. Bước con radio đi lên con xe này nè. Cái gì? Em có biển rồi cao ơi. Hồi nãy em nghe biển gì mày? Thằng bạn em là ở trên cái đỉnh núi mà hồi đợt anh em mình đi phượt gặp ma ấy. Rồi sao có ma xuất hiện nữa hả? Quỷ dữ xuất hiện hả? Có ma. Ma gì? Ở trên đó có một thằng cái gì mà siêu anh hùng gì đó đại ca, siêu anh hùng gì đó mày ảo nha, bả mày ảo mày đeo mày điên đó mày, mày bệnh đó mày ảo không mấy gì mày lên đi, tụi nó chạy cái xe gì khủng lắm mày, nói thiệt đi, số đá còn lại mày giấu đâu, số đá còn lại mày giấu đâu gì? mày giờ gặp siêu anh hùng gì trên đỉnh núi của ma đó, siêu anh hùng đi bắt ma hả mày, đi cái xe khủng lắm nhìn như đâu đại ca. Đại ca, đúng ở đây hôm trước em có nghe nói có ở trên đồi có người rơi gì ấy, nhưng mà em không tin. Người ghê vậy hả? Có người rơi cảnh giống nhà anh không? Thôi bây giờ anh em mình đóng một chuyến rồi nó đi đại ca ơi. Đúng rồi đại ca ơi, đằng nào mình đi phượt mà, mình lên đấy xem thế nào. Cũng được, được rồi anh em đi thôi, đi thôi. Lên anh em ơi. Let's go anh em. Let's go, săn cỏ sẵn sàng nha anh em. Lên nó coi hai này nó ảo cỡ nào vậy. nó đồn có người dơi các bạn ạ. Quỷ qua xe đỏ bên kia kìa tèo. Xe đỏ cho mày luôn kìa. Rồi, nhặt lên xe kìa. Đây, đừng có góc đầu mấy chế ơi, té gãy cái giò bây giờ. Đại ca thấy gì không? Cái gì? Em với lại chế Quỳnh đi chung màu xe nè, đi chung màu xe nè. Chế Quỳnh ôi. Ờ đẹp không đẹp không à. Ê à, có được chạy tự rồi anh em ơi, hai người một hàng đi anh em, chạy cặp lập nhau đi mọi người, nhìn cho giống cái đồng phượt với anh em, tụi trước chạy quay lại để nó đuôi ăn sao nè, hai thằng một tí qua đừng góc đầu nữa ra mang quỷ báo đốm này, tụi quay lại công an, tụi bay quên mất tụi quay lại công an hả, cái định đuổi mà hồi thường anh em mình gặp ma đại cao. Ê đừng góc đầu tắm, anh em mình tập trung chạy hành đòn cái đi, hai hàng song nhau, hai song nhau đây anh em ơi, nhìn cho đẹp cái đây hên xui nhá đại ca, ban ngày em sợ không có nó bánh bèo đi chung quanh này bánh bèo, hai hàng một giữ tốc độ 40 anh em ơi, rồi thành hai hàng đi, hai hàng song nhau đây anh em ơi, mấy quỷ nhà đó đó đồng phượt nữa bạn. Mày có vui là cái đêm mày mày ổn định đấy, anh chụp cái hình cái thôi, rồi bốn hàng một hàng đi dễ nhẹ nhẹ nha, để chụp tấm hình cái thôi kỷ niệm đại ca, để hai cái đèn xi nhan đi ca. Chớp đèn xi nhan lên em ơi, chớp nào anh ơi, bấm cái mũi tên trái mũi tên phải, ok chưa, rồi lao lên đi em ơi, cốc đầu lên em ơi, hãy hiện tốc độ của anh em đi, hãy hiện cái độ dễ dâu của anh em đi, quỷ tèo à, quá quỷ tèo chạy kìa, ghê chứ bạn, quá trời đã rồi, cái cánh này đẹp không các bạn, cánh này đang có sự kiện nạp 500 nạp 5 xị để nhận cánh nha mọi người. Đồ đại ca, dí em. Dí mày hả? Anh dí mày. Xe này đại ca bung ra mà chạy sướng đấy đại ca. Ừ, cái con này phụ trộm vậy bạn, nó nhầm đâu, đi mượn vậy bạn. Nói gì Dương? Nhầm. Bị nói gì vậy? Ôn Quá dữ. Tới cô phía trước dừng lại nha anh em, chuẩn bị quẹo lên núi nhá. Bà con cô bác. Rồi, nhọc đích luôn nè bạn. Ây da.
Ây da, hố luôn rồi. Trời ơi, Thiên Quỳnh em lái. Con gái chạy từ từ thôi. Thật ra ơi, mẹ mày, thằng quỷ 44. Mày mở mít làm anh muốn hết rồi, anh muốn té heo luôn á mày. Mày nói nhỏ lại chút được không? Tới kia được anh, tới kia được à. Anh em đi phượt nhá, không việc báo cha báo mẹ đâu nhá. Thật ra mình có cần thiết phải tắt radar không? Cho mấy kia nó khỏi thấy vị trí mình không? Tắt radar vậy? Tắt cái radar đi cho mấy thằng kia, mấy thằng nó đến thì nó khỏi theo mình rồi. Đúng, quên phải tắt cái radar nữa. Nó đến thì giờ nó làm lại ghê lắm. Đúng. Má đến thì nó theo dấu luôn các bạn. Nó tắt radar nha mọi người. Rồi. Bây giờ tắt ra hết đi anh em chú ý đi theo xe có cánh nha. Bây giờ chuẩn bị chúng ta đi lên con đường núi khó khăn nhất thành phố nha. Anh em đi thành một hàng nha, nói đuôi nhau nha. Ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ khúc này anh em chạy tự do đã hết nha. Bây giờ anh em nói đuôi. Thằng quỷ đừng có góc đầu nữa nha. Đi theo một hàng thôi nè. Được, chung anh chung. Tụi bây giờ có thật sự là biết một hàng là sao không? Một hàng thôi. Em test giờ xong chắc ma thôi. Anh nghe em. Đường này nguy hiểm lắm nha. Chết người đó chứ không giỡn đâu nha. Anh không có giỡn đâu nha. Không có chen. Ui quỷ nó chạy kìa rồi. Ủa người nó có mấy con báo đời nó lao lên các bạn. Linh ơi đâu quan tèo chút. Ôi quỷ té, hai thằng té, ba thằng té rồi luôn. Một thằng liệm các bạn à. Tấn này có khu ốm trời nè, bảo rồi. Thằng Tấn nhận cơm hộp ra bài hết dai nữa các bạn ơi. Cái dốc này cái dốc đầu tiên đã có mạng hy sinh các bạn à. Tấn Siku đấy thì đốt đầu hả? Đó tụi em thấy bắt đầu nguy hiểm chưa? Đi lên dốc tiếp nè, lên đường L L L đi theo dốc anh em à. Đi đường dốc để dễ bị té lắm, đâu thể không dẫn đường mày quỷ. Mày thấy gặp Batman đâu mày với Nhật đâu rồi? Đây, mày dẫn đường đi tèo rồi đó. Ok ơi, khỏe lên, không gặp Batman anh ký cái đầu mày nè tèo. Ok kìa. Em kêu lên nhưng mà má mày dẫn cái đường gì vậy tèo? Má con tèo dẫn đường kìa. Ôi trời chèn. Cái này leo núi được quá đại ca ơi. Lại mối cũng được, cũng sướng sướng. Tèo muốn chạy nhanh đi trời. Ui chỗ này đẹp vậy. Tao làm gì mày lên à, đây, đây, đây. Okay. Chỗ này đẹp, chỗ này chụp ảnh vậy. Lên trên đỉnh đi chụp ảnh anh em ơi. Có nhiều gặp Batman vậy đi kêu chụp ảnh nữa các bạn. Quỷ Dương lái nhìn lụa nha. Quỷ Dương ơi. Đi hào. Mấy anh em leo đồi. Đại khung gia điên à. Ôi xe này leo đồi ngon hả các bạn. Ôi dẻo dẻo, con này chạy dẻo thiệt luôn á. Má đã. Xe khung gia điên à. Anh nay đi mấy vậy Dương? 76 anh. Anh đang bị khác. Ui, đi về đi về đại ca ơi, đi về đại ca ơi. Vậy tự nhiên mày bắt đi về mày chưa lên tới đỉnh nó đi về từ từ mày. Em rén quá đại ca ơi, đi về đại ca ơi. Vậy cái gì ghét mày, biết gì vậy mày, sao tự nhiên kéo dễ rồi, tao kéo dễ rồi nè nè. Ui ấy anh em coi chừng nó thủy nó nã chết đi. Ơi từ đấm xuống tắt máy xe đi, tắt máy xe đi anh em. Xuống ngồi bộ. Có ủng ngồi không ta? Em chỉ có làm đâu. Ui. Thật sự có Batman thì không hả? Cái xe nó giống. Để nó thấy mày mang bao. Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Em bị rớt núi, em bị té núi. Nằm mẹ luôn rồi. Bỏ lên mày. Này là người ngoài tiếng nhỏ. Bò gì nổi. Ủa nó ra kìa. Nào có thú dẫn đâu cho miếng coi. Có. Mày té kìa Phương. Rồi luôn hiêm mặt nữa rồi. Đâu Dương đâu. Ai đi không. Ở đâu quá.
Im ăn đại ca, đại ca. Đại ca, bọn em có mang theo súng này, có bắn không? Bắn nó luôn hả mày? Ờ, bắn luôn. Mình mang về, mình mang đi bằng. Mình mang về cho viện bảo tàng á. Đây, để tụi anh bỏ lại coi. Anh em bỏ lại. Bỏ lại. Anh em chọn cái chọn cái uống lượng khi bỏ. Thôi dừng té, dừng té. Dàn hai tay ra, dàn hai tay ra rồi bỏ. Nhanh nào. Nó sẽ không thấy được mình đâu. Quỷ tèo còn vỗ tay nữa. Bỏ lại. Bỏ lại để coi thằng quỷ đó là gì. Bò gì nè, có cỏ đó che, nhiều khi không thấy đâu. Mấy bay nhát gì vậy? Bánh bèo, lên bánh bèo. Sợ cái gì sợ mày? Nó không có ăn thịt được anh em đâu. Thằng này nó hay vậy chứ nó nhát lắm. Cái xe nào như thế này. Đại khái cái xe gì hay á, mình mang về được không? Được. Xe của mình mà. Mình chỉ cần lên mình gõ cái đầu của thằng quỷ xe nó thôi là mình lượm được xe mới về đồ anh em phải không? Được. Dễ mà mày. Bò lại. Tại ông mày lên mày bò trước anh đi, tại ông mày làm giùm chốn cái vậy gì? Em sợ lắm. Đừng có sợ, anh nói rồi, thằng này nó không làm hại được anh em mình đâu. Bò xuống mày, thằng 17. Mày đừng có hại anh nữa. Mà bò lại chích điện nó cái là cướp xe thôi. Ok anh ơi, để em, để em. Mà thằng này có phép hay sao lại? Ôi thằng nào nó đeo... Nó cũng bình thường thôi. Nó là ma mà. Ma đâu phải hả? Mày. Ma gì? Mày có ma nào giữa ban ngày không? Chẳng qua là nó có chiếc xe xịn thôi. Thấy không? Bò lại nó đâu thấy đâu. Ờ, tí hả đấy ca. Nó thấy đại ca, đại ca, như cái đầu của nó kìa. Đại ca lên, đại ca ơi. Đầu của nó kìa. Ôi thằng này nhìn ngộ lắm anh à. Ừ. Ê, nó chạy, nó chạy anh em ơi, nó chạy, nó chạy. Chết điện á. Ôi nó cầm súng gác kìa. Cái xe của nó đây là ông nước à, cái lỗ cống này. Ở sao không lên xe nó được? Kêu nó đưa chìa khóa đây, đưa chìa khóa đây mày. Đừng chết điện nó nữa, kêu nó đưa chìa khóa đi. Đưa chìa khóa đây mày. Lên. Lên, chìa khóa đây. Em chọn nó lại đại ca. Mày đưa chìa khóa đây, mày đang nào đây? Đưa báo mày. Ui, chiếc xe của mày, mày đang nào? Ê gì? Mày đang nào nữa? Tao là... Nghe tiếng nói nói cái kìa, nói cái ông đại ra coi. Nó nói hay rồi trời. Nói ghê quá đại ca. Từ từ, ông máy giọng nó ghê quá mày. Cho hỏi mày ai mày? Mày là ai mà mày đứng ở đây, mày có chiếc xe xịn vậy? Mày là tao là Batman. Vậy? Batman là nào không? Mày là Batman. Tao là Batman. Ờ, em Batman. Em có nghe nhầm không hả? Ủa cái mày nói anh cái gì mày đột nhiên rồi bắt man mày. Nhìn mày không có bắt man tí nào luôn á. Mày lừa tập hả? Đại ca bảo nó bay xem nào. Ừ mày bắt man nè, mày thử bay coi. Bắt man mày thử, mày chứng minh mày nào bắt man đi rồi tụi tao mới tin. Tao đâu biết bay đâu. Bắt man không biết bay. Để tao bảo bắt man. Không biết mày ý kiến gì không? Ý kiến với mày bắt man á, ý kiến gì không? Tao ý kiến nè, mày bắt man rồi mày làm gì được không? Mày cũng bị chích điện, mày cũng dãy tê tê à. Thằng này đeo mặt nạ rồi đại ca, không phải bắt man đâu. Rồi rồi, tao cho tụi bay xem. Đâu, mày xem cái gì? Ôi, má chưa đưa mượn chìa khóa lái thử dài vòng coi, quỷ bắt man pha ghe. Ui, ôi, trời 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 trời, ai ai ai, nó bắt đâu ui, ui, ui. Mẹ anh em ơi. Ui, ui, chạy 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 chạy. Nó bắt nó giật tê tê luôn anh em ơi. Ê cô vậy anh ơi. Ê nó chạy kìa, nó chạy kìa. Mẹ bắn nó anh em ơi. Bắn bắn bắn. Lên xe dí nó. Ui ôi má nó bắn anh giật tê 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 luôn á. Dí nó anh em ơi, dí nó, dí nó, dí nó. Dí bắt sống á. Ui nó đụng. Nó bay kìa, nó bay kìa. Cái thằng này là cái giống gì vậy đại ca? Cái Batman á mày, thằng Batman nó chỉ được cái có tiền thôi chứ nó chiếc xe nó sẽ nó anh em à, cướp xe nó đâu rồi? Chạy xuống dưới anh ơi, chạy xuống dưới rồi. Né rồi anh em mình phi xuống theo nó luôn, mình đi xe lội núi mà. Nó đâu rồi mày? À đây này, nó bị rớt xe rồi, nó bị rớt xe rồi. Batman nó bị thương rồi. Quỷ Batman nó bị thương rồi các bạn.
đỡ 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 nó lại đỡ nó lại đỡ lại quỷ bắt ba này ây da quỷ bắt ba này nó hại quá mày ơi, mày té núi nó chết rồi chứ mày mày bắt ba nữa bắt ba em nhau lên chứ làm mày bỏ chạy mày rồi lên lên lấy xe bắt ba nữa chưa, lên leo lên xe bắt ba nữa ơi. Bây giờ anh mới chính là Batman này nè. Tại Quỷ Batman rơi không phải Batman đâu. Em rơi nè. Rơi như vậy. Em rơi về viện luôn rồi. Ấy, xe nó không lên chỗ lái rồi ta. Ây da. Sao sao Yến Quỳnh này mời anh đi tay xe heo như vậy không kìa. Quỳnh ní của anh mà mày. Anh lăn vô đây chết luôn nè. Anh nãy vậy Quỳnh, anh nãy vậy. Mà sao em vô được hay vậy? Anh chui vô nó không cho. Quỳnh Quỳnh mới ăn cắp bằng chìa khóa gì vậy ơi. Ôi Yến Quỳnh leo lên được cái mỏ mà. Dạ. Ok lăn ghê chứ còn được. Em biết đâu nè, em biết đâu nè. Bắt ban, bắt xe nữa. Nè, cứu anh vậy ơi. Em lên được, em lên được, em lên được. Anh bị lương rồi, để anh sơ cứu anh vậy ngay. Dạ. Mẹ cái dốc núi này cương nạn gì chứ. Đúng cái dốc. Quên lắm rồi. Kim ơi, Kim ơi, Kim. Kim để anh lái thử con Batman này coi. Trời ơi, anh em có chiến lợi phẩm anh em ơi. Wow. Ui, chiếc này bay được luôn nè. Cao vậy. Ê, có động cơ phản lực luôn nè. Wow. Ui, Yến Quỳnh thấy anh bay không Yến Quỳnh? Ui. Ui, ê, hết lửa rồi. Ây da. Ô, ây da, ây da. Ây da, trời. Wow. Xe này Batman thiệt tụi mày ơi. Nhưng mà thằng Batman nó phế lắm. Nó phế thì để anh em mình. Ôi trời, mấy cái đầu rồi thấy ta. Ừ, Batman này, Batman Bình Dương em ơi. Quá đã luôn à. Dương ngồi Dương. Em tới nè, em tới nè. Anh đang chạy đi sửa chiếc Batman này coi. Batman này sắp hư rồi. Đưa để sửa cho, để sửa cho. Mày đâu? Em đang lên đỉnh núi bên em nè. Không, anh ngay anh rớt núi rồi, anh ngay cái đường hầm á. Đường hầm khu Sài Gòn á, nhớ không? Ok. Rồi xuống đây sửa cho anh ơi. Wow, ui con Batman này các bạn có phuộc luôn rồi. Để. Anh thấy anh nè, Em đâu? Anh đang bay đúng không? Đâu có đâu. Bay là mày lộn thằng nào đó. Ủa sao có thằng nào bay vậy? Bình thường ấy. Đi không. Mẹ mấy quỷ này bay núi. Tụi nó bay núi như chim nha mày ơi. Mấy anh em mình đó. Ủa em lăn từ trên kia đẹp lắm ấy. Santo hỏi chầm mấy chục vòng luôn á. Ủa ê, mình cầm con này mình vô mình gây sự với tụi lính đến hê thì sao mày? Hợp lý rồi cả. À, đúng không? À để cầm con này vét qua tụi lính hê mà gõ đầu tụi nó các bạn. Mà đâu em? Anh em theo anh em mình qua sang bằng tụi lính hê nè. Có vũ khí xịn rồi. Em bị té núi rồi, chạy kiếm em leo lên, leo lên. Ôi, chiếc này anh phanh lại mà anh dùng cái kích hoạt động cơ phản lực của nó mà nó lôi đi dẫn đường các bạn. Nó mình đang thắng luôn nè các bạn. Thắng lết bánh luôn á. Quá đã. Ôi. Dương đâu Dương, anh NBO nè. Đây em đang chạy xuống cho anh nè. Con này chỉ có súng á. Con này còn chức năng gì không ta? Kính này chống đạn không? Anh bắn thử cái nha Yến Quỳnh. Ờ mất máu không? Đau đau. Anh xin lỗi. Đau các bạn. Đau rồi trúng rồi đó. Mình thiệt là hài ước rồi, tự nhiên sao mình lại đi thử vậy ta? Đừng có làm Yến Quỳnh em đâu nha. Yến Quỳnh của em. What the hell? Yến Quỳnh đồng đội của em. Đồng đội của em. Mà bầu của đại ca. Gì vậy? Nói gì vậy? Ê! Quỷ bên bàn nó lên nam sáng anh mày ơi. Con đi xe bánh nam sáng anh. Ê ôi trời. Mẹ nó dí anh nè. Ủa à, mày chạy lẹ đi Phương ơi. Mẹ quỷ Batman đó mày.
Bây giờ mình mới là Batman nè bạn, mình bị sát thủ và khỉ ám sát mình các bạn ơi. Cứu anh. Thầy đang qua, đang qua. Bây giờ mình mới là Batman nè. Má, anh không có bắn quay làm sao anh bắn nó được. Đánh, để anh thử sau này Phương. Thử cái thổi cái vô người đó cái nào. Ủa nó có hai chiếc luôn mày ơi. Vừa ngày xe abio cái gì vô. Má, hai chiếc có bắn anh luôn nè. Bắn té khói luôn mà không thấy chúng viên nào hết á mày ơi. Anh kiểu anh được hào quang nha, chính che chở cái gì mày ơi. Nó bắn không chúng anh viên nào luôn, anh né nè. Né nè. Hai thằng bắn anh luôn mà anh không chúng viên nào hết á. Mẹ của bạn thằng kỳ không bạn. Anh nào lại là lần cái nữa đi. Anh nào luôn nè. Nè, phun lửa nè. Rồi. Yến Quỳnh em thấy em đi với anh an toàn không? Bắn xuyên qua lướt qua vậy chứ không trúng viên nào hết á. Cái đạn bay qua dèo dèo với không trúng viên nào hết. Ai ai hình như trúng rồi, hình như trúng rồi. Rồi để cho nó dốc con rồng các bạn. Quỷ này nó lì vậy chứ. Có chiếc xe mượn chút xíu mà làm thì căng chứ chạy heo dí hoài. Lên dốc con rồng. Bye. Hai là ai chưa? Thảo Mai Canada, Campuchia chưa? Ui da. Ui là la. Ui nó theo tới đây luôn hả? À, để mình chỉnh thời tiết đẹp đẹp mình bay cho bạn xem. Yeah. Yeah. Để dốc con cua các bạn, mình bay dốc con cua nè. Ôn. Qua biên giới luôn, qua biên giới luôn. Nó tuyệt vời. Ui nó bay heo rượt luôn các bạn ơi. Cái này gì nó lanh quá, nó lanh quá. Dốc con rồng nè. Còn cái gì dốc này mà từ trên cao mà vuốt xuống chắc đã lắm ha mọi người. Ui Yến Quỳnh xào hết an toàn luôn. Đừng có sợ em. Không sao đâu. Không sao đâu. Anh lái an toàn lắm. Em đừng có sợ. Không có gì không sợ hết á. Má cứu anh tụi em ơi. Nó dây nó nha. Dây nhách luôn à. Được, anh đang sân bay sa mạc nè Dương. Ra qua tới nè. Em đang tới nè. Em tới luôn nè. Em đang tới nè. Ừ nó lên sân bay sa mạc nè. Với anh phải chạy. Anh phải tăng tốc độ. Nó đeo dữ lắm, nó đeo còn hơn mà cà rớt đeo nữa. Không. Quýnh. Mà nó gái hay trai vậy? Anh không biết, nó là Batman, nó là Batman đó. Á mày chơi đồ rồi. Mà nó giàu thiệt mày ơi, nó toàn là xe gì không à. Là có vẻ như xe này nó xịn hơn chiếc của nó đang chạy nên nó dí heo nó đầu lại. Qua biên giới luôn. Quá dữ. Ây da. À, anh nghĩ anh trốn của nó rồi đó. À không, vẫn chưa. Né nó được rồi. Thằng này để anh phải sử dụng vũ khí người ngoài hành tinh đó. Anh vô căn cứ người ngoài hành tinh bắn vũ khí người ngoài hành tinh nó mới được. Chỉ có căn cứ người ngoài hành tinh mới vũ khí người ngoài hành tinh. Chả con khỉ. Con quỷ. Mày đứng lại đi, xe tao trúng đạn mà mày bắn vô hết. Đeo con chiêu cho tao mày không chạy được. Không chạy được nhưng mà tao vẫn chạy à. Xe này trúng đạn à, quỷ ơi. Bắn có trúng gì đâu. Quỷ ơi. Quỷ ơi, quỷ ma, quỷ yêu này. Nè, mày đứng ngay cái bô xe đi. Mày đứng ngay cái bô xe đi, có điều bất ngờ. Mày đứng ngay cái bô xe đi. Mày dám đứng ngay bô xe không? Mày đứng ngay bô xe đi, tao trả xe cho mày. Ngu gì. Nó sợ cái bô xe của bạn. Nó phun lửa vô mặt đó cái bạn. Nè, mày đứng ngay bô xe đi. Mày đút cái đầu lên. Rồi tao trả xe cho mày. Nè nè nè. Bãi vô đây. Bãi vô đây. Nè mày láo. Trời ơi nó không chịu đút cái đầu vô. Anh thấy khu quân sự luôn rồi Dương ơi. Quân sự hồi biển hả? Khu quân sự. Quân sự á. Thì mình lát hả? Khu quân sự mà anh em mình góp vũ khí người ngoài hành tinh đó mày. À ok ok. Mẹ, anh muốn phun lửa vô mặt quá. Mày ơi, anh phun lửa chung nó kìa. Nó bị văng ra luôn á.
Mới lợi hại lợi hại lợi hại. Tôi tự mà mình huấn luyện á Dương. Ok ok được ra. Anh dắt nó vô đây anh sử dụng vũ khí người ngoài tinh mới được. Nè nè nè, mày lên đây, mày lên đây. Mày lên đây. Ở đây tao nẹt cho một cái. Tối tao mặt mày luôn. À nó bay qua kìa. Bay lên đầu mình kìa. Ui bắn xuống kìa. Lên lên. Ui. Mày lên đây, đây, đây. Ôi. Không hỏi được nó ta. Quỷ này nó dai quá anh em ơi, tìm cách cắt ui nó giùm anh cái thôi. Tụi em đang chạy lên anh ơi, tụi em chạy lên. Thằng quỷ này nó cũng là người thường bắn nó vẫn chết à. Nó được cái nó giàu à. Chắc thằng này, chắc này nó chơi chơi đồ quá anh ơi. Nó chơi đồ quá, nó chế mấy xe lạ lắm mày. Ui, mà xe nó đã thiệt mày ơi. Nó cứ đeo anh nó đòi trả xe hoài nè. NBU anh em ơi. Dabu, Dabu của anh. Nè mày trả xe không? Để anh đụng nó luôn. Là anh chạy bộ lên nè, chờ em xíu đi. Chạy bộ lên. Biết chừng nào mày. Xe nó đi xe máy. Má để anh. Chủ nó xuống nhà lấy xe hả? Được em ơi. Yến Quỳnh táo bạo đó. Anh đụng đó. Ui trời ơi không đụng nó được. Mà được rồi để anh đụng đó. Anh đụng nó té cái là Yến Quỳnh xuống lụm theo nó luôn nha. Cho mày mắc hai chiếc luôn. Ê da thằng nào bắn anh vậy. Mày. Yến Quỳnh lên em. Anh chàng eo à. Anh lỡ tông nó chết luôn rồi. Cái trường học chiến thuật nữa kìa. Vậy Yến Quỳnh này. Bỏ nha mày. Quỷ. Bỏ nha mày. Tao đùa à. Tụi mày đùa rồi. Trả xe đâu hả à? Mày ơi trả xe 10 triệu. 2 chiếc 20. Đang nghĩ không. Trả xe 2 chiếc 20. Rồi cho mày về mày trả mày chơi Batman. Mình mày trên đó nữa. Có trả bằng tình được không mày ơi. Ghê quá mày ơi. Mày dân trên núi mà chế mày. Cửa lộ là được. Không. Vậy thôi mày, nào có thiên coi lại gặp tụi tao. Giờ tao mượn tao đi chơi rồi, thích chiếc này rồi. Bye bye mày nhá. Dạ, đang lo được rồi. Anh lo được rồi. Về, về Yến Quỳnh rồi. Hãy có quỷ nào trong đây nó bắn mình nè. Em có thật nghe Yến Quỳnh. Ủa Yến Quỳnh đâu rồi? Trời ơi trời, Yến Quỳnh bả mà, bả. Tao lanh bánh trước luôn kìa. Về thôi anh em ơi, đem chiếc đại phẩm về đồ mà anh em ơi. Này có lãi rồi. Hai chiếc này bán trên dứt chắc cũng 4-5 dứt các bạn ạ. À. Anh em mình đúng là kiểu thời tới kẻ không kìa các bạn ạ. À. Đi chơi khơi khơi cũng có tiền nữa. Chị Dương ơi, tụi anh lo luôn cái hằng mà quỷ bách hoa anh giỡn rồi. Ai vậy? Anh với Quỳnh hút nó văng cỏ xe luôn. Ê, nó có đồng bọn rồi kìa. Không có mình đó à. Ê Phú ơi, mày thử đứng, mày cứ lên chiếc xe đó, mày đứng trước mũi xe anh đi. Còn anh thử e một cái coi xe mày văng không. Ok chưa, để cho Phú nó test các bạn à. Anh nè, hắt dây đòn vô Phú. Bây giờ anh bấm e, anh dùng động cơ phản lực ủi mày nha. Sẵn sàng chưa. Hồi xíu. Ê à, ê. Sao không ủi giống vết được ta. Từ. Ôi không để anh bắt chớn ơi, cậu ngang qua lại đi Phú. Anh bắt chớn là anh ủi nha. Không có lỗi sếp ơi. Sao có lỗi mày. Đây. Ui gớt cái cửa. Đụng nó bế xế luôn. Để anh chạy nhanh thêm chút nữa. Ở chiếc này mà hút đi hút. Ui ổn không em. Má nó mới sẹo luôn rồi sếp ơi. Đại ca ơi đại ca. Thằng Vương
Thằng Vương dưới này, đậu ngang qua đây, để anh thử xe tụi bay coi cứng không. Đậu ngang qua, để anh hút vô hăng xe tụi bay á, hiểu không? Ờ à, đúng rồi, để anh bắt chớn. Xếp đến đâu rồi, xếp đến đâu chị chạy ra. Ôn. Ôi, có vẻ xe của thằng Vương cứng hơn á. Chắc thế đó xếp. Ôi, xe này mạnh lắm. Ê, về đồn anh em ơi, về đồn anh đang kéo về đồn nè. Đem chiến rời phẩm về đồn nè em. Mẹ đi chơi lâu quá cũng mà gom được hàng xèn đó các bạn. Thời tới rồi, cản không kịp. Tôi bay coi anh bay nè. Máy chạy sao chạy riết lên theo đuôi anh đi. Thằng Vương thấy anh chưa? Coi nhá. Rồi. Anh nào một lần thôi nhá. Ây. No, anh nhắn lên được còn đảo em ơi. Đúng là số trời mà, thấy không bạn? Chân mệnh điện tử rồi các bạn ơi. Thấy bài ghê không? Ảo chưa? Hay quá. Con này mà đi chạy cảnh sát thì gọi là hết bài luôn á. Quá đã, rồi tụi bay đứng. Có tiếng gì vậy? Anh lên nè à. Chiếc này mà lên nhóc mà. Ôi bay ghê rồi. Chạy ra biển. Chích vô. Đừng có ra biển mà. Lên. Trời ơi, hú hồn hú vía. Thoát tim hai lần. Thôi không dở đâu bạn. Hên hai lần thôi, không có hên lần thứ ba đâu các bạn ơi. Đúng không mọi người? Hên hai lần thôi chứ ai hên lần thứ ba đâu các bạn. Quá tâm, anh tâm vô đất cây anh gất lường ngược lại ra biển. Ơ à. Mẹ mất xe hả? Đại ca cũng biết báo nữa hả? Mẹ trời. Không, hồi nãy anh chạy hướng vô bờ. Cái anh tông vô đọt cây anh văng ngược ra bờ biển mày. Hồi xếp ổng không? Tôi cùng đi lên thứ ba mất xe rồi. Mẹ trời nhỏ thiệt luôn mày. Tụi bay coi video đi. Tức cái mình á. Mẹ thức muốn đặt bàn phím luôn rồi các bạn. Mẹ xe bách bàn. Anh chạy vô trong vậy nè. Anh tông cái cây nó văng ngược ra biển. Trời ơi là trời. Tụi bay bắn anh cung người luôn nè. Tức cung người hết. Gãy sớm ăn gì. Ăn đền đệt thiệt chứ các bạn. Thật là quải đạn mà. Tụi bay không ăn nào ăn ngủ anh gì vậy. Chúc đại ca tắm sớm đi sớm nha. Đáng ra là mình có con xe ngon rồi đó. Mà nhờ đại ca không á. Đúng rồi. Nhờ đại ca. Ngày mai tụi em lên coi video đi. Xàm nách chua, xàm nách cháy chuối luôn á. Xàm lắm. Ông chồng quyết báo. Hai lần đáng để ra biển thì nó vô bờ. Còn một lần mà vô bờ thì nó bay ra biển. Quá tăng ba bận. Cứ tưởng là sếp vì không biết báo hay qua đó biết báo à. Tính ra anh không có báo luôn á. Ý trời mày ơi, đúng kiểu của thiên trả địa luôn. Mấy cướp của tao xong giờ mà ủi cái văn ngoài luôn. Mày chứ. Tiêu quách mà anh qua nó dọn luôn cái đồ mình đó sếp ơi. Mẹ nó qua chuột rồi không biết sao hả. Cây ấy nhờ. Ủa nó qua nè. Qua luôn hả? Ai đi? Rồi. Ai đi du thuyền đấy? Nguồn nè. Biết. Hello mấy anh trai. Anh trai ai đây? Dường nồi dường. Cay quá. Hai ngủ anh tiếng nào của tụi bay. Anh báo quá. Thua. Thua gì anh chơi chạy đàng hoàng quá. Tại xui ơi mày ơi. Anh gàng hả chứ xui vậy. Anh Trường ơi cười. Em còn chưa thấy được con xe có hình dáng xe như nào đâu. Em vừa mua cái áo đẹp quá, em chưa kịp khoe, cứ che hết rồi. Chưa kịp khoe tụi mày nữa, trời ơi, buồn. Chán đại ca quá, buồn đại ca quá. Tụi em ở nhà ngồi chờ luôn á. Đêm luôn. Cái xe đâu đại ca? Xe hả? Đi cái xác không rồi.
Mất chồng quá bạn, lên phòng ngủ rồi bạn à. Mấy anh em nó không nào ăn ngủ hết bạn. Trong khi đó là sự cố thôi mà tụi em anh đâu có muốn. Tại ca là ăn ngủ phải đi sớm chứ. Rồi đó, chứ không còn đây đâu. Lâu lâu đại ca báo bữa rồi mà. Đại ca lên, đại ca ngủ trên đây đi. Ca chán quá rồi. Hôm nay mà gặp bụng các bạn à. Suy nghĩ về cuộc đời đi. Cày ghê nhờ. Tụi bay đừng cho kiếm anh nữa. Anh không muốn gặp ai hết. Tụi bay đi ăn cái phòng này đi. Vô làm gì vậy? Nãy tụi bay không nào. Không nào cản anh đi để anh chạy ẩu ẩu gì chi rồi mày văng xong. Ai ngủ anh đi, ai ngủ anh mới đi ra ngoài chứ không ai ngủ anh ở đây hoài luôn á. Thôi đi tuần anh em ơi, chuẩn bị tới giờ đi tuần rồi nè. Thân Phú nhìn mặt mày già với Phú. Ôm đại ca cái nè đại ca, ôm đại ca cái nè. Ôm đại ca cái nè. Quỷ giường các bạn, con kìa nó bỏ đi hết luôn kìa các bạn. Không nào ai ngủ tôi nó bỏ đi luôn kìa. Ra đi tuần chuẩn bị bắt cỏ lậu anh em ơi. Con quỷ Phú già. Phú nhìn mày già với mày, mày nhiêu tuổi không mày nhìn mày già với vậy? Anh em chính ra, anh em chính ra cái. Anh em chính ra, chính ra, chính ra. Chính ra mày làm gì vậy? Anh Dương chính ra, anh Dương. Vô má, vô bùi khuôn hả? Mà kìa, đại ca sao chuẩn không đây đại ca? Chuẩn hả? Chuẩn đâu, an buồn mà. Tôi biết buồn không? Anh lỡ dạy thôi mà, anh em á. Mà anh em ơi, anh nói thiệt xui thiệt, chứ không phải là anh cố tình đâu. Anh lao lên cái độc cây nó văng ngược ra, nó bị da, nó bị a ra ngoài chứ. Anh không có muốn. Ok. Chắc trong này ai cũng muốn á. Đây, đây do sếp thôi. Đây do sếp thôi. Do sếp, do sếp. Không phải, game lỗi. Game nó chỉnh số phận mày ơi. Cái xe nó anh là không về đồn được. Mà này anh Trung cầm lái hả? Không, thằng nào cầm lái á. Mày đi ra coi. Thôi ok các bạn ơi, má báo quá buồn các bạn. Báo này buồn, báo này buồn quá rồi. Thôi tạm biệt video này hết sớm bữa nay các bạn ơi. Không còn gì để chiếu nữa rồi các bạn, buồn. Buồn rồi. Buồn sớm này. Có được cứu vàng ngủ rồi. Chiếu một đại ca nha. Mày chỉ buồn rồi anh, sao giọng mày vui chứ Vương. Thôi chiếu một đại ca đi đại ca. Chiếu một đại ca. Đủ tay nữa kìa. Ok à, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập kế tiếp nha. Các bạn nhớ like, subscribe kênh của mình cũng như team của mình để ủng hộ anh em mình phát triển nha. Bye các bạn nha. Bye anh em nha. Bye bye tất cả mọi người. Mọi người một ngày mới vui vẻ. Ủa đúng rồi, một ngày mới buổi trưa vui vẻ. Bye bye anh em. Bye. Bữa nào em đặng ship đi xem khủng long hả? Ôi, anh thích đi xem khủng long của Yến Quỳnh đấy. Yến Quỳnh cũng ghiêng anh nha. Tụi mày không bực đi coi khủng long của Yến Quỳnh nhá. À, Yến Huỳnh ơi, dứt đến hai quả đồi ngay. Xem đi, đến hai quả đồi tròn tròn đi xem kìa. Quỷ ẩu mày, mày ẩu mày. Quỷ Vương. Quỷ Dương à, ê, đồi mà mày là anh Quỷ Dương luôn đi, Quỷ Dương ơi. Mày kêu là Cặn Dương, kêu là mày là Quỷ Dương đi. Đồi à. Nghe nó chiến hơn đó. Dạ, Dương. Đúng rồi, Quỷ Vương á. Ừ, Quỷ Vương đi, ai đặt Cặn Vương. Quỷ Dương. Chưa? Chơi luôn, ok luôn. Thằng Phú này lại tên nè, không phải là Nguyễn Phú. Đặt mày là Phú già đi. Là Phú đại cũng được. Kêu là mày là Phú đại đi mày ơi. Đúng rồi, mày phái lắm. Chủ trường này. Mày chết, đặt tên mày là chết rồi chú ơi. Cùng tên Yên Dương. Ok, bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.